Dạ chị Hai, lúc chị Hai mua dừa về chị Hai lột cái này ra. Rồi chị Hai cắt vòng vòng ở đây nè, giống tôi nè, thấy chưa? Mắc mớ gì mà đi ra hoài mua, tao mua có 16 đồng một thùng nè. Rồi cái xâm xa xâm xáo nữa chứ có thêm 99 sen nữa. Tôi về tôi làm cho bà coi. Nè. Đó, rồi bà cắt vòng vòng nè, giống như tụi nó vậy đó. Dễ lắm đó chị ơi. Không phí thời gian nè, thấy chưa? Rồi cái xong cái bà quất vô đây một cái. Cái lỗ bên đây, cái bầu quất cái lỗ bên đây nè, thấy chưa, nước đâu đổ đâu, thấy chưa, hiểu không? Là cái bà tẻ vô nè, nè cái bà tẻ ra nè, đó đó bà thấy chưa, nè nè cái xong cái bà có cái nồi, có cái tray, tại vì tray sợ cái nước dơ đó, bà tray xuống đó để cái nước này lát nữa bà nấu. Rồi hồi bà nấu xong bà để cái nắp giống vậy, bà đậy lại, bà đậy lại, bà bỏ xâm xa vô ha, mà không có bỏ xâm xa nhiều nè, bỏ xâm xa ít thôi để cho nó lỏng lỏng ăn mới ngon. Rồi cái bỏ vô cái bà đậy lại, cái bà lấy zipper bag á, plastic zipper bag lại, ok ha chị, nghe không?